Dạ bạn thôi. Em ba nó ghé không được đó, chuyện là nó ghé là tốt, ghé thôi. Nghĩ riêng là số 1 anh ghé. Không, anh đang đi đây cao, anh đi việc đi cao. Dạ ông đá không? Ai cũng đá. Ừ, không nhắn nha, không nhắn. Không nhắc. Dạ, dạ, sao? Đá. Tại đâu, tại đâu? Tại đâu? Tại đây. Tại đâu? Điên đâu, nghĩa có điên đâu. Mẹ tao khỏe, khổ cũng mẹ. Nói chuyện rõ ràng là điên đâu. Lòng dây nó nghĩa điên hả? Tao xin cái cọng dây giao khổ á. Nãy tôi nói rồi, tôi nói là có tiền mới cho mượn vàng. Hồi nãy thằng Sang á, tôi đưa cho nó. Nhưng mà bạn á, tôi đấu đứa. Ai chưa? Sang mới trúng số 10 tỷ. Thì em cho nó mượn. Chứ còn Sơn Lâm nó có trúng số đâu cho ổng mượn. Anh mới mua xe 10 đó. Đúng rồi. Như anh nào mới mua xe thì ok đó. Nhưng mà sự thật á, thực tế của xã hội bây giờ mà. Thì có sao nói vậy á. Hồi nãy á, tôi không bao giờ tôi nói vòng vòng mà tôi không có nói mà để gọi là nó dấp. Tôi nói có tiền mới cho mượn vàng, có lúa mới cho mượn gạo. Mẹ, giờ anh kia nó có 10 tỷ cho nó mượn, có 16 cây. Anh chứ, anh nghĩa. Anh đưa em đi xe ra được không Toàn? Mai xuống đi. Ok em, sức khỏe. Hai anh em bữa cơm nha. Chạy hình đi, đúng rồi, chạy hai ra. Chạy chụp hình trong bữa lại chụp hình đi. Rồi, mình ngồi dài lên đây đi. Thôi ngồi ở đây. Ngồi đây. Đây. Hey. Rồi, đi vào đây ngồi đi, chụp nè. Đây ngồi đi. Toàn ơi. Ngồi hàng đi. Rồi, rồi, bây giờ mình quay qua đây luôn đi. Ngồi qua đây bên. Máy qua đẹp quá, ngồi vô luôn anh trai. Ngồi xuống đi. Em ngồi đi cho đứa em nó đứng. Xong rồi chụp giờ tao biết đây xuống rồi nè. Phá ra. Đập máy đi. Đập máy. Em ơi, em giữ máy luôn. Đập máy đi chứ. Thôi em xin phép đi. Máy lên nha. Rồi, thì xe có ra được không? Có mướn đi không? Thôi, mấy anh em vào nha. Đó, bọn em xin phép nhé. Xin phép mấy anh em nhé. Đó, anh. Đó, mấy em đi. Hai, hai. Để cái dòng bớt chứ ai cũng ngồi uống hết rồi chứ.
Ôi, nó bị sai luôn á. Đây tao không ai dám sai nó đâu. Thiệt, ở đây không ai không ai dám sai nó đâu. Ghê lắm. À, có mình anh dám sai thôi, lại em có quyền sai rồi. Đúng không Long Vinh? Đưa đưa. 300 anh em đồ cái canh nha nha. Chúc tất cả anh em có nghĩa sức khỏe nha. Hôm nay Long Vinh lên quận 7 thăm đại ca cùng tất cả anh em, nói chung là cũng mấy năm rồi anh em mới gặp lại nhau. Chúc tất cả anh em tốt và vui vẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Dùng một đi vô khách chơi. Dùng một đi vô khách chơi. Khó lắm, đi là có nhiều người buồn lắm. Đi là có người buồn liền. Thế nên cái đĩa này dùng một. Bánh ngon. Tướng thì ấm nhát, ấm nhờ mà đầu má lúc nào mà ở trạm được. Ai chơi bốc chân không? Ai chơi bốc chân không? Thôi, người đang like mới bốc chân cái coi. Để bàn nha, đổi đi nha. Để cái bàn bếp. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Nhà mình là... Lâu lâu đại ca. Đại ca về nhà thăm nha. Rồi anh em bữa cơm gia đình. Cảm ơn tất cả anh em bạn bè. Đừng có game từ từ. Từ từ. Bỏ đây. Bỏ đây đi, đi chưa? Nó đều lên nó không anh em nó chửi em chết rồi chung mấy này cho tập trung chúc sức khỏe nó biết gì luôn nữa vui là bia luôn gì nữa cảm ơn anh cái sợi nha. Alo tài trần nha anh nhà của đại ca rồi hôm nay mấy anh em trong gia đình anh ơi tôi có nên chửi đâu bạn nhìn đi hợp mặt cũng mấy năm rồi mới ngồi với nhau con mà hút này thì cũng là canh vừa tầm nha. Ok, chào sư nha. Alo, Kim nha. Chào em nha. Đây, ở đây mát mẹ không? Anh em rồi, lạnh mình... rồi, ở đây mát lắm. Đây mát. Đúng rồi. Dạ đúng rồi anh. Đang ở Việt Nam. Việt Nam. Quốc ông chào nha. Mình nó rõ, họ đang đâu, mình nói là Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam. Thôi, chào tất cả mọi người nha. Để anh hai còn ngồi cho nó khỏe, cho anh hai nhỏ hoài cuộc đời. Đây, vô một bài chào cái coi. Cầm chào đó. Mày cầm đi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể mọi người đang xem livestream của anh Nhảy Điên Cột 2 ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thứ 5 sức khỏe an lành và hạnh phúc. Hôm nay anh hai là năm người lớn rồi, năm người lớn rồi. Đại bè. Đây đó là ông ngoại rồi. Đi thăm anh hai và ăn bữa cơm gia đình thân mật. Đó, và chúc tất cả mọi người một buổi tối an lành và hạnh phúc. Thấy không? Nhá. Đấy, đơn giản và dễ hiểu. Đấy. Rồi đấy anh, đấy. Đấy. Bóng lòi mày. Đồ quá. Đang gọi là chim cỏ Nghĩ Yên nha. Kính thưa các bạn chứ. Kính thưa, có đoạn kính thưa. Có đang. Các cụ, các ông bà cũng có thể là anh em đang xem livestream của anh Nghỉ Điên mà. Sơn Lâm nói ra. Anh tính quay mà. Sơn Lâm thì không theo ông miệng như là cu một. Cu một. Nói hay lắm. Sơn Lâm thì nắng không thôi. Kêu mày, kêu mày cu một luôn mà. Đây là cu mục nè đúng không? Mục cu, mục cu, mục cu, mục cu. Rồi trả lại máy cho chủ máy. Mục cu. Vậy nó mới lên viên. Thôi anh em mình vô. Rồi. Vào đây. Vô em ơi. Thực sự ra đây anh hai mà uống tập gan này hôm nay là hơi hiếm đấy. Thề luôn đúng không anh đúng không? Đây anh hai chưa nào uống say vui lắm hôm nay. À anh à. Cái này mình luôn chứ không anh đâu. Đúng rồi. Không, chỉ qua đây là ăn cơm ăn và chơi và chơi và ăn. Cứ ăn ăn là nhiều nhất. Uống, ăn là chủ đạo. Được vối pha nước vối cho nhai nhá, nó vối nặng lắm đấy. Thôi. Là sao sống được? Cảm ơn mọi người nha. Nha. Còn chút chưa chứ 32 vòng đôi rồi, rồi, em trai Long Giờ. Hai vòng đôi. À, cũng mấy năm rồi anh em chưa gặp nhau anh em. Bao nhiêu năm rồi? Hai ông đôi mang theo cái chiếu này. Cả anh em không không bài. Không nhiều. Chúc cả anh em sức khỏe nha. Hello anh chỉ đạo Bắc Giang nha. Anh em chúng tôi vẫn còn thân thương nha mọi người. Vẫn còn thân thương, vẫn còn chơi dù là bao nhiêu năm không gặp. À, nhưng mà vẫn còn chơi với nhau. Tình thương mến thương phải cái để chơi. Anh Tấn mày chạy mẹ rồi đâu Tấn. Thôi.
cái cây lấy ra bỏ tủ ăn đi con, bỏ tủ ăn đi, lấy ba trái dưa hấu đây, lấy dưa hấu. Anh chỉ lo thôi chứ không được. Anh biết rồi thôi. Biết rồi. Anh sợ không được, anh khéo được. Rồi, dạ em cảm ơn anh chưa tạo quốc gia nha. Đây lai đại ca về sân bay chỉ tại Bắc Giang nha. Hello em Dũng Râu. Đã lái rồi lái nghe ta. Dũng Râu bắt đầu. Mai em vô tôi nói chưa vừa lái đó. Bên còn hai. Đấy. Bữa cơm nha Đành. À, có mấy anh em nhưng mà nay được uống là đẹp da. Không, uống lát đi chạy xe. Không, đông chạy ở đây. Đâu có ai chạy xe. Không mà nếu mình có đi Vivo á thì đi rác thôi xe đỡ lại. Anh hai mình đến hai phòng đôi rồi. Hai phòng đôi rồi. À, nếu mà chạy xe vậy anh hai lấy hết. Lấy cái xe tứ quý bảy anh hai chở rồi. Đi với lại sáng đó nó là đi lên Bình Long lên cái địa hôm qua. Đi đường mới ra. Đó. Cái là giờ là anh qua này mới câu view được nè. Cái này ngon là anh. Bắt kêu là anh ở trường đây lên. Mọi người xem đại ca tôi là coi có là mặc quần cục mà đeo như nạch tông. Mặt hơi nhỏ nha, hơi nhỏ nha. Cái lỗ ngoài đó này. Đấy. Này là khó lắm má bộ. Ờ chua máy như nạch á. Mặc quần cục mà đeo như nạch. Cái này là độc lạ. Độc lạ nha mẹ. Từ xưa nó độc lạ Bình Dương bây giờ nha mẹ. Thôi. Thôi đi con. Nhỏ quá ông ta. Mình hơi nhỏ luôn. Không được rồi, thế bỏ áo trong quần á, bỏ vào đồ. À điện thoại cho anh Bình hả? Đây. Em ơi Bảo Kim nói chuyện gì với em ơi. Toàn nó ngủ gì? Bảo Kim. Nó ngủ rồi, 5 mét rồi ngủ rồi. Bảo Kim đang ở đâu? Ở đâu ở Hà Nội á. Việt Nam đúng không? Đọc lại Bình Dương đấy. À, đâu là nhà bè quá. Đọc lại cho bà. À, mặc quần cục mà đấy nó nhìn rồi. Anh Dương giờ không mình dùng một. Có mình ăn ở đâu mà biết. Đi phỏng ngủ à. Ăn chủ chứ. Quá đẹp, quá đẹp. Qua đây. Đi. Ngủ đi. Khô lắm thì em đổ bia đi nó biết rồi. Đi đâu. Cái giọng nó lắm, tôi đi nãy giờ. Anh nói cho anh mượn cái ly không á, anh để cái điện thoại cho. Bỏ đi bạn ơi. Ừ. Mất ngon. Vậy chắc luôn nè. Tổng có bố. Uống không nổi thì nghỉ thôi chứ làm mấy phải đỏ tơ. Chắc. Chỉ có cái thằng mà nó tối ngày cái nó lo mà chỉ có cái thằng mà nó đổ bia riết thì nó nghĩ ăn giống vậy. Đổ riết bắt mà phòng đậu. Bảo Kim hỏi Long Dê khỏe không? Khỏe nó phải như trâu. Có gì nói gì ra, anh trai cho Tuấn. Đây, thầy anh trai Bảo Kim nha. Long Kim kiểu nha. Chào các mừng nha. Bảo Kim không hỏi chung mục. Bảo Kim không hỏi chung mục. Mày quá, Bảo Kim không hỏi chung mục. Ơn quá, mừng quá. Mày có không hỏi. Bảo Kim á. Vâng. Hỏi đại ca không? Nè Bảo Kim à, hỏi đại ca không à? Bảo Kim xui hết rồi nha Kim ơi. Hello anh Tấn Râu nha. Này tới đâu nữa hả? Tấn Râu đúng rồi đâu cái, Tấn Râu chào bạn già nha. Bảo Kim nha. Đây. Anh Dương Mục ăn ít thôi. Cảm ơn, Kim ơi, Dương Mục ăn ít thôi. Đâu. Chào anh Tuấn. Chúc anh Tuấn sức khỏe. Chào Bảo Kim. Em chào anh Tuấn vô nha. Xin lỗi chào anh Tuấn, anh Tuấn ơi. Vui quá, hỏi thăm anh em. Vâng, cảm ơn anh Minh Tuấn, anh Tuấn Râu nha. Anh Hiệp này tươi như hoa, anh Hiệp cũng làm tươi. Không ạ. Tươi lắm. Đây tươi quý rồi, tươi lắm. Đây tươi quý rồi. Anh trai anh Tuấn ơi. Anh ăn cơm chưa? Anh em mới gì thì tự chia sẻ rồi chứ. Thôi tự chia sẻ rồi chứ anh không gắn thẻ được. Tại điện thoại gắn thẻ là không like được. Để biết thì sao ta làm như hóc bòi không? Gắn thẻ là không like được. Chào Tùng xi măng. Chào Bình Hà Tĩnh. Gắn thẻ là không like được. Tùng xi măng. Là do là
Tùng xi măng đang ở. Tôi không Tùng xi măng ở Bình Định. Bình Định. À vậy hả? Đang ở Sài Gòn. Đang ở nhà bè anh Tùng xi măng ơi. Chào ông Trang. Chào Diền tóc dài. Trai tóc tổ. Anh Tuấn ơi. Chính xác. Nhớ anh Tuấn rồi. Bảo Kim ơi, nhớ Bảo Kim rồi. Bình trai tôi Bình Sơn. Đừng khen mình được trai. Bảo Kim ơi. Quá đẹp trai đúng không? Đẹp trai. Đéo sang ơi. Đẹp trai làm sao vào du mục được? Đúng rồi. Vì du mục không có tao. Đấy. Nó phải như vậy. Không đẹp trai bằng du mục được. Đúng rồi. À, hai đứa bay làm gì cho loại nó chuyện thoại không là chào Hồ Long. Chào Lê Đức. Cũng bi bát này bạn ơi. Bạn ơi cũng đi cho em nhìn thấy tôi cũng bi bát. Không đây đưa không á. Thôi tôi uống thôi. Tôi uống. Đang ở nhà bè ông Trang ơi. Sơn Lâm cười lên đi. Sơn Lâm sao cười được? Sơn Lâm tật Sơn Lâm khó cười lắm, mặt lúc nào nhăn nhó. Không cười được. Không có từ khỉ nhưng lúc nào mặt nhăn nhó. Sang không cười được. Sang thịt bò cũng cười được. Thịt bò này nó nặng bò nhiều cân quá không cười được. Nặng xẻ không rồi. Cười rồi. Không, bảo cái bê Sơn Lâm cười rồi. Ngồi đây sáng hơn. Răng đâu? Răng đâu? Chào Minh Mốc. Răng đâu? Răng đâu? Đại ca đang chụp hình. Đứng ở đây chụp người qua đây nha. Rồi anh em đây chụp tấm ảnh cho thằng em nha. Rồi, chụp hết nha. Tô tai này lớn để đại ca tai tăng đại ca vì cầm. Tô tai đây. Đây đây kê đây. Tặng cho anh. Kê đây. Đại ca cầm chứ. Đây, anh hai đây đứng ra, anh hai. Tai này, tai đang tăng dây nịt cho đại ca. Tai là chuyên gia cá sấu. Chuyên về cá sấu. Đi ra. Ngã được chứ, đại ca ngã được xíu. Đại ca ngã được sao, sao thấy được. Cảm ơn thầy, cảm ơn mấy nè. Gì nữa? Hai cái hả? Dự định bố bản với hai. Đang ở Sài Gòn, Tùng Sinh Mang ơi. Đây là cái đặt là phải mặc quần cũng mới đeo. Chào Khôi Đình. Chào Mắc Hoàng. Đi con. Anh ơi, trong giờ đó tính thử gì là tôi đổi. Hai. Cái này anh trình báo là chưa bỏ thắng tay. Thắng tay đâu. Bỏ thắng tay ra. Con thả cái nhà. Thắng tay. 3 phần rưỡi. Dạ đúng rồi. Ừ, 6 7 5. Đây bên là cái cây đũa. Đeo dây đeo vô. Cái giặt con cá nằm ngược anh không? Ghế. Đây đúng quan trọng. Đeo dây vào. Đeo dây vào. Bên kia nhưng mà anh cứ đeo đại vô. Con nhà phanh tay là được. Dạ phanh tay đeo dây vào. Đợt em làm không? Ok. Nhìn thì biết ngay. Con bấy gì mình đó. Bấy gì quen của Dũng Võ. Dũng Bình Dương. Tại vì kỳ em có gọi là năm công việc. Gồm. Được nó cố mà. Dạ. Thầy ca không em mua con bé kia mà. Cái này cái bóp, thằng Hiệp Gà cầm cái bóp màu đỏ. Còn cái túi này là anh Công. Long đặt điện em gửi lên chảnh á. Ủa vậy là con Thư là con gì mà được quen những con Dương, con Dương. Con Dương. Chào. Đúng rồi. Nó bán mà, anh mua mà. Đúng rồi. Em nhầm, cái giỏ này mua con Dương, Bình Dương. Mua Như. Tại vì cái xấu thì phải giống nhau. Dạ không, thì đó thầy đưa Zalo anh Long á thầy. Rồi anh Long có điện em. Hình như anh Long chuyển khoản em cái gì á con. Là giờ là không biết con Như của em không biết của ai không biết. Cái giỏ là bạn mua con Như chính xác. Mua lúc này còn ngồi đó mà. Cả đôi giày với tin mua dài, mua giỏ, mua đẹp như Nguyên. Nói chung là toàn bộ là đồ cá sấu. Du mục lên bia đi. Du mục lên bia đi. Yên tâm bia đây. Du mục lên bia đi. Lên phải rót ra chứ. Uống luôn mà lên. Đúng rồi. Hết nha. Em giờ làm ở đâu? Em làm đây, lon uống ra còn bình uống ngon. Đấy. Ok hết nha. Cần nước. Hai lon nha. Cần nước hả? Ok. Con bò này hết con bò. Hai chồng chào ra hai đứa bài tí nữa. Chào gấu một nhập từ sau uống đi, hết chưa? Hai này. Anh Kỳ ơi. Sao em? À và em bảo là lên bia đi. Tôi cũng thấy mình sang lên bia đi em. Lên bia. Cảm ơn lên bia mới rồi. Thôi hẹp. Em bị bớt đầy chú Du nè. Em ơi. Em ơi bớt đầy chú Du. Cái gì cũng gọi chú Du ra hết. Nhà mình. Du nào cũng ra chú Du hết. Hello bên kẹt nha. Hello kẹt em nha. Hello tất cả mọi người. Mày đi đâu đi.
Hôm nay ốc đổ vỏ chứ. Không, hai đứa ốc nó ăn rồi nó lại tùm lum hết bây giờ vỏ chưa hay đổ rồi. Đi đâu đi đổ vỏ ra. Để lông lấy lông đều xong rồi để lấy lông đều đi em đừng lấy trước nó sao lấy lông đều đi. Có vô một lấy lông đều đi em. Đây mà. Đúng anh. Thì tôi mưa mà. Mấy anh em mau bước cho gia đình. Chỉ có mấy anh em mà có nó đi. Ai đại ca vào là chỉ công việc gần đổ bia ra ngoài. Được. Không có này. Đi đông dây nhá, đi đông dây nhá. Dạ thấy gà cục đau đi luôn. Ở đây. Nay Tôi đang mới đó. Làm là ức luôn anh nhỉ. Tôi mà mấy ngày nay nếu được là gì. Đi được là gì. Lâm ơi. Lâm. Dạ. Sáng mai em ở chị ơi. Chơi thoải mái. Được bây giờ đến đây nè. Tối thì anh coi đây. À tả cái chơi thoải mái luôn. Còn là 2, 30 phút. Chia tay trong mưa luôn. Đi ức lâm anh. Đi không được là gì. Đi hết nhà bè. Để mình đọc phải nhà mẹ. Alo, chúng đồng hay lo cái cảm ơn rồi nha. Đi đâu rồi? Trần 6 dài thế Trần 6. Đi đúng đi nha. Dài thế Trần 6. Hello bạn bè của anh chúc sức khỏe. Cái không có lông dê nó chứ nổ sao có đủ mới kêu hoài đó ta. Người xem livestream của nghệ là chúc thiếu được. Ở Bình Dương là tôi nói với bạn là tiền mà tôi là có ngày nào cũng như ngày nào qua tôi là một hai ba thùng thôi rồi không nửa tiền với nội về tất cả đấy đi bên đi nửa tiền thay nhiều đó con này mà quả quả dơ quả khi hello Lê Phong nha hello bé Châu là cả con quả hello Quang Phạm hello Đông Rồng chào tất cả anh em nhé ông bảy sẵn của thầy nói về đứa này nhé. Cảm ơn em Quang nha, bác sĩ ơi. Quá đông quá đủ. Bữa nào mấy anh em lên em mẻ ra nha. Em luôn luôn bác sĩ. Ok nha. Bác sĩ Quang. Sáng dậy sớm rồi ra quét. Chiên răng hầm mặt, mẻ răng rồi sửa răng. Không đột ngạt. Quá trời đông rồi em không? Ok, cảm ơn bạn Bây Chọc nha. Ngạt, ngạt cao. Đây, là nhà của anh hai. Ở giờ quý này quý này vậy đó. Bữa nào anh hai lên mày nhổ răng này phải ra anh hai cái nhà Quang nha. Đấy. Không bữa nào lên anh nó anh hai lên nó bác sĩ mà nó là nha khoa Sài Gòn anh. Bao nhiêu phần mạch đó. Quang Quang số mấy cái là cặp đó. Hôm nào bảo trông răng cho em với. Đấy, đây. Thiêu răng. Đây, nó rất là nhiều. Đúng rồi, thiêu răng. Thiêu ba răng. Nhau hoa Sài Gòn, nó là bao nhiêu phòng mà... Đó, ok. Đúng rồi, thiêu răng, em thiêu răng. Em thiêu răng rồi, nó vòng vô, còn nếu em thiêu răng. Lý do là... làm răng ở ngoài kia. Làm răng giả nó cho nó hư răng thật. Dạ, sao tôi có nghe không? Ok, mở rồi. Hơi uống vừa đây. Ok, anh nhìn nha. Ok, cảm ơn Bảy Chọc ơi. Bạn em Bảy Chọc quận 2 chào anh. Ok, chào Lê Phong á. Ok. Làm nguyên bồ luôn anh ơi. Lê Phong ơi. Tưởng bia để trong xe mày làm. Tưởng Chọc nó chạy từ sớm đến giờ mà nó tối mà đi vô xe bằng làm vậy. Đâu em lại đi đổ rồi, nói chứ. Bình thấy răng không? Nó cắm hồng bóng đi. Răng gì ngon, nó chỉ có răng khẩu ra đúng không? Răng bù lên, răng bù lên. Răng hút thuộc nhiều ra vang. À Quang ơi, em coi. Bây giờ anh nói em nghe, nếu mà ngày mai em bước lên. Anh làm nguyên bù. Là đi luôn. Ghé chỗ em nó khám luôn. Cái ví anh cho nó sáng sáng xíu vậy. Đó là nhà khoa nó phòng mạch ngay Thủ Đức nè. Em cho số điện thoại đi. Em mới làm nguyên bù. Cái hồi xưa là mua cũng như. Ok em luôn. Anh em mà nó nha khoa Sài Gòn nó là chúng mà nó ok mà. Dễ thương mà nó làm ok. Cảm đỏ răng. Ok cảm ơn bạn Bảy Chọc nha. Lê Phong nha. 0989571766. À bữa nào anh dắt ngày mình lên em làm cho anh nha. Đúng rồi. Nha Quang ơi. Nè. Mẹ chủ xe vận tải không má. Răng được ơi. 50-60 chiếc xe. Răng đẹp mà. Ai mà anh coi răng nào đẹp đi. Đấy. 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 Đấy
vàng hết rồi. Ờ à, thì đẹp chứ. Dạ để em nháo mà. Long Dê ơi. Ok. Ui đón bạn đây. Chồng quá. Đây 368 em đó là cái đầu tới giờ chưa mà đẹp rồi. Thằng Đức nó đi với ai anh chẳng biết. Thì đây đây mà ngay cũng ngồi cái nhìn thôi. Chỉ có thằng này chơi nó láo nha. Ngoại là làm nó chơi là nó láo rồi không bắt. Qua là má tới giờ là ơi. Ê Long. Tại. Hôm qua đi giờ là Tài ơi. Sớm lắm là bây giờ gọi là hôm sau mình khổ sai khổ sai. Nó bị ớt ớt nó còn nói nó còn nói không có được livestream không đăng hình. Không không tôi không thích chứ đại ca đâu cấm đâu. Đại ca nói vui chứ đại ca không cấm đâu. Vất vả quá. Qua đây là khổ sai đấy. Cũng đang thử. Alo em Mỹ à. Không được. Bên đây là bên đây là đại ca. Ngày đúng đấy. Bên đi cho đại ca lắm thoải mái thôi. Okay. Đó, bên đi. Đại ca là anh biết ý anh hiểu ý. Nhưng mà ý này chưa? Ý giảm bớt lại. Cái thứ nhất á là anh em biết về á là tới đâu. Không có chút mùi đâu. À sao đấy? Cảm ơn. Ôi trời ơi mà nên không á. Nếu mà tụi nó lên kim thoải mái qua này. Nhà mình bao giờ nữa cho bạn tới ngồi kia thì má nó dặn lại mày dặn dặn liên tục nha dặn liên tục mày ông này thì hay dở mới nó vậy đó không không có đường mà thôi không có chỗ đậu xe không có đầu xe không có đầu xe đâu em phá nhà lên một cỏ trong tay cũng nói cái buổi phá nhà luôn từ cửa đến nhà có hết luôn nói từ xưa giờ không có nào có chứ anh có anh nói lúc chưa đến bây giờ anh vẫn giữ chứ bỏ anh vẫn giữ đi làm bày chứ con chịu khóa cái máy chứ chịu khóa xe chứ chịu khóa bây giờ em biết nên là mình nhiều thứ cả khỉa chơi không? À, không cho em biết là người ta xưa đâu không phải nhà anh cứ phải giờ em hút nó đi ở mình mà mình thằng em rất là dễ thương nó thương mà nữa nó 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 phải cách về nào anh nói cái thằng đó mà cái gì thì em cho anh em cho tùy theo cái thời gian mày có đó anh không phải là đánh bồi mấy người một trời đã tự đó 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 chơi đó nhưng mà chơi lắm không người là làm gì sao mày phải người láo nhào điều mà tính điều bà mà bây giờ nó còn phải xin anh đi theo à đủ đây thôi ấy chầm rồi nữa mày theo em không à mày lên sáng lên sớm bà không xuân nó hỏi đại ca sửa xe hả có mày ăn cơm đó nói chung là nếu mà ai mà mai này sáng tuyệt vời đấy người lúa quá bình thường loạn quá xe xuất hiện ở đâu là người đó sửa xe đó ai xuất hiện tình nào tình đó bố trí anh nghĩa thật sự ra trong dây đi á một em làm sao chịu đổi đúng rồi không chịu nổi có hai thằng cơ thằng bộ thằng miệng này kia cũng được ken đi Sài Gòn ken đâu được. Đâu đến từ đầu. Đây cơ đi. Ừ. Cơ chứ. Đó rồi cái nhức đầu lắm. Quẹt kia con. Hello nha, chào bạn bè của anh. Không về đâu nữa. Anh em mới về đây rồi có gì? Chiều mai là sáng mai là tụi mình có việc rồi. Chiều mai có gì anh em liên hệ trực tiếp và để liên thông tin chi tiết ở khu vực nào để hội tụ khu vực nào anh em cứ liên hệ với Dũng Hồng ơi. Lâm nhé. Lý Thông nó nói mày mày gái kìa. Lý Thông ơi em đừng nói thế tội anh. Anh không mê gái anh chỉ thích thôi. Em nói thế tội anh. Hãy cho bia này em. Chú nói thế đổ anh. Đừng nói thế. Không đại đi. Anh thích thôi không mê. Rồi. Em nói rõ ra. Happy birthday. Thiếu long đúng rồi. Có nước mà. Đây là nhà Sơn Lâm ơi. Chúc tất cả anh em của bạn nhà Sơn Lâm sức khỏe nha anh em. Lâu lâu lên thăm đại ca cùng anh em 8 năm mới gặp lại tóm tay. Tóm tay mà nói Cường nhá. Chúc sức khỏe anh em của Sơn Lâm nha. Hôm nay cái gì đấy? Lý Thông gọi đấy, mới nhất Lý Thông nó gọi. Đó này. Em nhờ bà chúa. Em nó nhỏ thôi. Anh biết anh chỉ thích gái nó mê. Cường hả? Cường anh ơi. Có bỏ mà nó đi mày rồi. Cái mà. À ừ. Giờ nằm ông vợ rồi. Giờ nằm ông vợ rồi.
Trả đâu ơi. Anh nói gượng lên vậy thì lên, em nói không lên là không lên, yên tâm. Vậy gì? Chào Tuấn Tây nha. Dạ, ố, ố, mà, anh ơi. Mấy mà kia tao giật mình mày. À, chào giám đốc nha. Công ty mua bán nợ Tân Long Hải. Rồi nữa anh em mình nha, lên không? Tao phải bán không? Ok, nào lên nào. Đi đâu, đi thôi. Hai, ba, vô. Đi đâu anh em mình đi lên không? Vô. Nếu mà anh với Nghĩa mình có thể gà xuống đó chắc là mình. Mốt là có mặt là hai cái đó rồi. Là cảm ơn anh nha. Chào nha. Đây anh hẹp đây. Cái cha nó đâu tới đi chứ sao vậy? Khổ thiệt, cái giờ tôi cũng không biết là giờ kêu quen hẹp thì quen hẹp thôi chứ giờ biết quen ai vậy. Nè anh không thích đi rồi em. Anh quen hẹp ơi, kiệt cao á. Hôm nay công ty mà em sức khỏe. Sao em? Mua lá, cần mua lá à? Chứ bị phước à? Ai cộng khách nhờ? Hello, mua tôi nha. Chào em. Chào Lý Thạch Canh, chào Lý Thông. Nè. Đây là ba bù lá đúng không? Đây là ba bù lá đúng không? Ok. Hello. Công việc sức khỏe. Công việc anh em mình có gì chia sẻ nhau được ok? Ủa sao mà bê sao giờ còn có bốn anh em mình có còn ba thằng đẹp quá. Thì thiếu. Lấy trước ở đây mình có lấy sao thiếu? Chẳng làm lấy lên ba lời. Ok để hôm nào người ta thăm bọn em nhé. Mời bay hỏi lời hả? Ơi! Hoa banh. Ai banh? Má tự nhiên nó kêu banh. Ai banh? Anh thịt đen đẹp trai quá. Vài hôm anh vừa ăn. Qua vừa ăn cơm chiên dâu xong. Bỏ. Tướng. Lùi ra. Hôm qua anh vừa lên Bình Phước. Điều xoài anh vừa mời ăn cơm với anh xong. Con này nó tồi lắm chứ ơi. Không. Em nhậu nhậu chứ không bỏ qua qua được. Không. Nó đem nhau được. Nó tồi lắm. Em phải thương nó. Tôi có nói ok nha, cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà em nói em nghe, bây giờ em nói em thương là không bỏ là từ đây sắp tới đừng bỏ luôn nha. À, nói được hay làm được. Nói sao làm vậy với lại nhiều khi anh em. Ông nói vậy ép phần bạn thì cũng không được. Không, tại vì em nói Hưng không bỏ được. Anh lặp lại cái câu đó rồi. Chứ anh đâu có bắt đâu. Không bắt. Em mới mơ miệng em nói đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Không, đúng rồi. Lại có lại chim luôn em nha. Không có nói giỡn đâu á. Anh Bình kia bỏ nó ra bên em nó không bỏ được. Coi sát sát vô đi chứ không bỏ được. Nghĩ đấy. Nghĩ giờ rồi. Anh Nghĩa về rồi. Nghĩ giờ rồi. Sao em? Ờ, chào. Dạ, em chào anh Long, anh Tấn Trọng nha. Ok, chào. Trời ơi. À, uống giam đốc cái rồi. Uống giam đốc cái rồi. Trời. Sức khỏe em nha. Đây ơi. Rồi mời em nha. Dạ. Anh Long ơi, anh chạy về sức khỏe nha. Ok anh, cảm ơn em. Chúc anh sức khỏe nha. Mở cái thị trấn bên Bula, miền Bắc nha. Cảm ơn em. À, vậy hả? Mời em lên đừng có mặt bằng gì đó. Ok, dạ. Ok, em sắp xếp anh em gặp nhau chơi bữa. Dạ, mời bác nha. Anh nói rồi. Ok ha. Ba, muốn gặp anh hai gặp luôn đi. Gặp trực tiếp luôn đó chứ bây giờ. Mày chứ. Rồi rồi, anh chúc em sức khỏe nha. Dạ, hôm nào em mở chi nhánh ở trên Bộ Lá em mời hai đi em ăn cơm nha. Rồi 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 rồi, ok coi. Dạ em mời anh này. Rồi, ok. Dạ dạ dạ. Má tao thấy lập xanh tao khoái rồi ghét Lý Thông. Rồi rồi, chúc anh rất là. Ôi, ô mà tao thấy lập xanh mà gặp Lý Thông tao không có ưa. Tuấn Trọng, Tuấn Trọng chưa có rồi giờ đi mà kẹt xe mẹ lâu rồi chắc lộn má. Hết xăng rồi. Tuấn Trọng hết xăng rồi. Đi, đi hết xăng rồi chưa anh em rồi chung đi công việc á rồi đi hết xăng. Ok em nha. Đấy giờ anh Nghĩa điên anh nói chuyện làm sao lên tinh thì đủ loại thành phần nữa mọi người thông cảm nhá. Ok. Anh nhiều chuyện lắm. Ông ơi, đánh mê gái ông đi suốt. Em buổi tối là mọi người thông cảm. Hôm nay là mọi người này đó.
mở quần cá quá nó nhảy đâm vô đúng rồi nhảy đâm vô nó mở quá nó nghĩ là quýt nó không dám vô không không mà cô mình vô nha. Rồi Sơn Lâm nó lai chim mà nó chung vô phòng mà sao? Nó cầm lai chim mà nó vô phòng ở đâu nó bắt mẹ rồi. Ủa tay đúng lâm già. Mình về là mình cứ làm đây trái nè. Mày nói đi, mày nói đi. Cho tao giờ biết gì nữa. Thôi chào tất cả mọi người nha. Hello Phương Rồng nha. Thôi xuống đây chúc tất cả mọi người buổi tối vui vẻ.